Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Angular Component. Một khái niệm Angular Component. Angular Component là một khối xây dựng chính cho các ứng dụng Angular. Nó điều chỉnh một phần của màn hình. Một component trong Angular có thể chứa nhiều thẻ HTML, chứa các component khác, nhận tham số và rất linh hoạt. Mỗi component lại bao gồm một mẫu HTML khai báo những gì hiển thị trên trang, một lớp TypeScript xác định hành vi, bộ CSS xác định cách Angular component được sử dụng trong mẫu, các kiểu CSS được áp dụng cho mẫu, option của component thì cũng rất đa dạng, chain detection, view provider, module ID, template URL, template, animation, encapsulation, interpolation, NC component, reserve white space. 2. Lợi ích của việc sử dụng Angular Component. Angular Component sẽ làm mosaic của chúng ta dễ nhìn, dễ quản lý source code hơn, do các dòng code được chia nhỏ thành nhiều file. Lợi ích tiếp theo đấy là chúng ta có thể dễ dàng tái sử dụng code bằng việc chỉ cần gọi component, nên bảo trì cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.